open start đóng vào, chuột phải vào cột ở trong cái table ấy, chuột phải vào refresh gì, chuột phải vào đây sql file, chọn file not win, chọn file not win, open ra xong start. Start. Xong rồi đóng vào. Nó báo succeed xong rồi close đi. Close start. Start nữa thì ông chạy đến bao giờ? Xong rồi vào trong cái phần table này refresh. Kệ không sao cả. Nó drop table đi mà. Thằng nhơ, thằng Giang lên đây. Refresh hoặc ở dưới này nó có một cái reload ở đây này, refresh đây này. Chuột phải vào cái chỗ trắng trắng này, refresh này. Ô thằng kia vẫn ngoan cố à, lên đây ngồi. Nghe. Trang xong chưa? Xong chưa? Hả? Cái gì? Xong chưa? Bọn kia xong chưa? Xong chưa? Thằng kia xong chưa? Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về phép join. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể xem những cái dữ liệu có sẵn này, ví dụ như kiểu là category này. Đúng không? Rồi thì product này. Đúng không? Trong cái này nó có khoảng 77 bản ghi. Chuẩn mẹ luôn. 77 bản ghi.
Thì chúng ta thấy là cái product này, supplier ID này, category ID này, hai cái này nó, cái này rõ ràng là cái primary key của nó rồi đúng không? Còn cái này thường thường thì nó sẽ là cái gì? Nó là foreign key. Bây giờ ví dụ tôi lấy ra toàn bộ dữ liệu ở trong bảng product thì tôi sẽ thực hiện câu lệnh nào? Select sao from gì? Product. Đúng không? Cho to lên. Này đúng không? Run. Viết đi. Thầy quay chưa? Quay rồi. Tôi không nhớ đâu. Quay mày có xem đâu. Quay chẳng có ý nghĩa gì cả. Thầy có quyền quản trị trong cái nhóm nước không ạ? Hình như có. Thầy hãy em vào đấy. Quỷ. Đây à? Rồi đây. Select sao from product. Xong chưa? Thằng kia xong chưa? Chạy được chưa? Rồi, tiếp theo. Thế nếu mà bây giờ tôi có nhu cầu muốn biết được cái tên danh mục của mỗi một sản phẩm này, nó là tên gì, làm nào? Đây, ví dụ đây product là chai này, supply ID 1 này, category ID 1 này. Nhưng mà không hề có tên danh mục ở đây đúng không? Giờ tôi muốn biết cái tên danh mục thì làm nào? Chúng ta phải ghép hai bảng với nhau đúng không? Bởi vì cái tên danh mục ấy, tên danh mục của mỗi sản phẩm ấy, nó thuộc về cái bảng danh mục cơ, chứ nó không thuộc về bảng product. Cho nên là mỗi khi có nhu cầu lấy dữ liệu từ nhiều cái tập dữ liệu khác nhau, tôi gọi là tập dữ liệu nhé, chứ tôi không gọi là mỗi ở nhiều bảng khác nhau. Đấy chưa? Mỗi một câu lệnh của chúng ta nó là một tập dữ liệu. Mỗi bảng của chúng ta nó cũng là một tập dữ liệu. Trong thì tôi nhắc lại một lần nữa là nếu có nhu cầu lấy dữ liệu từ các tập dữ liệu khác nhau trong một câu lệnh SQL Select thì chúng ta nên thực hiện phép join. Được chưa? Thì cái cú pháp câu lệnh join như sau. Select sao from bảng thứ nhất này. Tiếp theo là join với bảng thứ hai. Bảng tiếp theo là bảng category đúng không? Được chưa? Điều kiện join on, từ khóa là on. Điều kiện join từ khóa là on. Product chấm tên cột là category ID bằng với category tên bảng ấy, chấm category ID. Thế là tôi có làm gì đâu, để xem có đứa ông ghi không ạ? Vẫn chưa bảo. Mày vào cái gì? Vào cái gì? Thế thì chịu. Tôi ép vào rồi. Thế vậy liên hệ với cái bạn nào đợt trước đăng ký học ấy. Cái quyền này của ai vậy? Của nó à? Xong chưa? Được chưa? Run. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ dữ liệu của hai bảng nó vứt vào đây. Đây, thêm cái cột là category name, description, picture. Đúng không? Ở đoạn cuối, kéo sát, sẽ nhìn đấy. Đúng không? Rồi, thế vậy là chúng ta đã lấy ra được, ví dụ như bây giờ tôi chỉ lại cho các bạn này. Nó sẽ lấy như nào? Thì nó sẽ lấy ra cái bảng product trước, lấy toàn bộ dữ liệu của bảng product trước. Sau đó lấy hết dữ liệu trong bảng product ra. Mỗi một cái bản ghi này nó sẽ chiếu sang cái bảng category kia. Mỗi một lần một cái dòng này hiển thị ra này, nó lại chiếu sang cái bảng category. Nó tìm cái
cột cái bản ghi nào có category ID trong cái bảng product tương ứng với category ID ở trong bảng category. Hai thằng mà bằng nhau thì nó sẽ lấy cái bản ghi tương ứng từ bảng category vứt vào, ghép vào trong cái tập kết quả trả về kia. Được chưa? Do đó các bạn sẽ nhìn thấy đây này. Category sản phẩm ID bằng 1 nhá. Sản phẩm ID bằng 1 là chai, sản phẩm ID 2 là trang, đúng không? Hai thằng này có chung category ID bằng 1. Được chưa? Do đó hai thằng này thật cái category beverage cái gì thì không biết. Cái category này sẽ được lặp lại hai lần. Đúng không? Bởi vì nó giống nhau, cùng bằng cái category ID. Được chưa? Do đó nó sẽ lấy ra bị lặp lại bao nhiêu lần thì tương ứng với bằng đấy cái sản phẩm thuộc cùng cái danh mục. Được chưa? Đến đây chúng ta có thể lặp lại những cái cột mà chúng ta muốn, ví dụ như kiểu là product.product ID này. Sau rồi product.product name này. Được chưa? Rồi product price unit price này. Rồi chúng ta có thể lấy ra là category chấm category ID, category chấm category name. Lặp lại những cái cột này thôi. Các bạn thấy không? Được chưa? Chúng ta giải đẩy ra một cái tập giá trị mà làm sao? Lấy ra các thông tin của sản phẩm chúng ta muốn cộng với tên cái gì? Danh mục mà cái sản phẩm đó thuộc về. Được chưa? Xong chưa mấy đứa kia? Mày cốt chạy chưa? Chạy đi. On này hả? Chiếu sang, ví dụ lấy ra cái sản phẩm đầu tiên là chai nhá. Đúng chưa? Thì cái sản phẩm này có category ID không mấy? 1 đúng không? Thì nó sẽ chiếu sang cái bảng danh mục bằng category. Nó tìm đến cái bản ghi mà có cái category ID bằng 1 thì nó lấy dữ liệu ra. Được chưa? Nếu không chiếu thì nó sẽ lấy cái kia của. Cái gì? Nếu không chiếu thì nó sẽ lấy. Không chiếu nào? Làm gì có thằng nào không chiếu? Đây này, số 8 này, seafood này. Không, nghĩ em là nếu mà không có on thì nó ra. Không có on á, tôi cũng chưa thử. Nhưng hình như cũng ra. Mà hình như không ra, lấy hết. Nó sẽ bị lặp lại hai lần, đây là full join. Đấy. Thấy không? Nó lấy ra. Nhưng mà các sản phẩm cũng sẽ bị trùng. Thấy không? Các sản phẩm cũng bị trùng này. Thấy không? Nếu mà các bạn không có on ấy, trong trường hợp ví dụ nhá, join bảng A, join với bảng B với điều kiện on a.bid bằng với b bằng b.id á, cái này là foreign key fk, cái này là pk, đúng chưa? Thì nó sẽ lấy toàn bộ dữ liệu của bảng a ra trước, lấy toàn bộ dữ liệu bảng a ra trước thì nó sẽ có a là id là 1 này, name là x này, b foreign key fk đi bằng 2 chẳng hạn, đúng không? Thì cái thằng b này, cái bảng b thì nó sẽ có id bằng 1 này thì là B1, 2 bằng B2, 3 bằng B3. Thì khi nó lấy cái này ra, nó sẽ dựa vào cái cột FK này, BID đó. Nó chiếu lên trong cái bảng B này, chiếu lên cái bảng B này. Nó lấy ra cái bảng ghi nào có giá trị ở đây không mấy? 2, thì nó toàn kéo toàn bộ cái dòng này vứt xuống. Ở đây. Thì là trả cho được một tập các giá trị và các cột. Mình thích lấy cột nào ra thì mình lấy, dựa vào cái select cột. Được chưa? Đấy là trong điều kiện có on. Trong điều kiện có on. Nếu trong điều kiện không có on thì sao? Trong điều kiện không có on, nó sẽ lặp lại cái điều này một lần. Nó sẽ lặp lại cái điều này một lần, lần đầu tiên này. Sau đó nó sẽ lại lấy toàn bộ dữ liệu ở trong bảng B này ra. Nó chiếu ngược lại so với cái bảng A. Do đó dữ liệu nó sẽ lặp đi lặp lại cực kỳ nhiều lần. Được chưa? Cái điều này rất là nguy hiểm bởi vì nó sẽ tăng cái thời gian truy vấn lên. Thời gian truy vấn tăng lên thì performance của hệ thống sẽ giảm đi. Được chưa? Đó, đấy là hai cái lệnh join nó nguy hiểm nếu mà chúng ta không biết dùng.
Tốt nhất là roi, roi có on. Chỉ đơn giản hiểu là nó sẽ gồm hai dữ liệu lại theo một cái điều kiện là điều kiện on ở đây. Sau đó nó lấy ra những cái bảng ký từ. Được chưa? Thì nếu mà các bạn không có on này này, không có on này, thì số lượng cái mỗi một cái danh mục được hiển thị ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng bảng đi ở bảng A này có cái thuộc tính là BID nó bằng cái này. Sau đó nó sẽ lại join ngược lại ở chỗ là cái nó lấy ra toàn bộ số lượng ở bên này, nó chiếu ngược lại sang bên này, cho nên là cái số lượng bảng đi ở hai bảng nó sẽ bị nhân lên rất là nhiều lần. Được chưa? Tiếp theo này, lấy tiếp cho tôi từ trong cái tập này nhá, từ câu lệnh này lấy tiếp cho tôi cái supplier name. Bởi vì trong bảng product nó có một cột là supplier ID đúng không? Là nhà cung cấp đúng không? Công ty cung ứng. Thì các bạn lấy tiếp cho tôi cái supplier name, company name thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Tôi xem lại cái bảng supplier đó. Supplier. Đây là company name. Lấy ra company name của cái supplier ID trong cái sản phẩm. Lại join tiếp vào thôi. Đây này. Đây nha, tôi vẫn giữ lại cái này nhá. Để cho tập dữ liệu của chúng ta nó ít đi. Được chưa? Sau đó chúng ta lấy tiếp, join tiếp. Nếu mà muốn join thêm một bảng nữa vào thì chúng ta đơn giản thực hiện tiếp phép join với cái gì? Supplier, bảng supplier lại on product, product chấm supplier ID bằng với bảng supplier chấm supplier ID. Và đây đến lúc này chúng ta có quyền là lấy ra là supplier bảng chấm company name và run. Đây chúng ta lấy ra được Exotic Liquid. Được chưa? Nó còn mấy loại roi nữa chứ không phải là chỉ có một loại roi đâu nha. Xong chưa? Có ai còn lăn tăn gì không? Sang bài toán tiếp nhé. Luyện mỗi cái một tí. Chúng ta sẽ có order. Cái bảng order này. Nhìn thấy không? Nhìn bảng order không? Rồi. Bây giờ tìm cho tôi cả các order và lấy ra tên khách hàng đã mua cái order này, đã thanh toán cái order này dựa vào cái customer ID nhỉ. Order nhá, làm phép tóm lại là làm phép join giữa bảng order và bảng customer. Điều kiện tự tìm đấy. Điều kiện cứ xoắn vào mấy cái foreign key mà tìm. Để biết là thằng nào là thằng mua cái tạo ra cái hóa, mua cái hóa đơn này. Đúng không? Người mua hàng thì phải biết mua hàng kiểu thanh toán hóa đơn thì phải biết người nào là người thanh toán chứ. Đúng không? Nhìn cột customer ID chưa? Join bằng cái điều kiện đấy. Trông thằng Quang nó ngơ ngác lắm. Đấy là cái gì ạ thầy? Customer name. Thì đọc lại, rồi. Order.
order và customer. Ờ, thế thôi. Tí nữa chúng ta đến những bài toán phức tạp hơn, tính tổng số tiền của các sản phẩm, các thứ các kiểu. Ủa. Ừ. Lấy ra tên khách hàng. Khách hàng phải có tên chứ. Đây này, company name này, contact name này. Thiếu gì tên? Thích lấy ra cái tên nào thì lấy. Không chưa? Không chưa? Mày đã cốt xong chưa? Đã cốt được chưa? Đây em không tải. Tải cái gì? Tao ơi nhờ, thằng này không có trong group đâu. Không chat cho tôi. Chat với tôi, tôi gửi cái mail, gửi cái file kia qua Messenger là xong. Như gì? Thằng này dốt thế nhờ. Có mỗi mấy cái việc lăng nhăng thì con mà làm mãi không xong. Nghe, còn chưa? Cạn lời, thằng này nó không có trong nhóm. Nó 3-4 nick Facebook cơ. Đâu, có gì đâu. Có đâu. Có bạn bè rồi mà. Có một đích em bị khóa rồi. Tôi nhớ là tôi có chat cùng với ông rồi.
đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tôi la tây buôn lậu rau. Buôn lậu rau à? Khổ. Gái gú cho lắm vào rồi mù mắt. Mệt lắm cơ. Đây được chưa? Tải về. Mấy thằng kia xong như là Khánh không chưa? Tiếp tục. Câu lệnh là gì? Tôi comment cái mới này vào nhé. Câu lệnh là gì? Lấy cái gì giờ mày còn hỏi là lấy cái gì? Thích cho cái gì thì cho ha. Select from from gì? Order. Order. Cách order. Join à? Join customer. C on order. Customer ID bằng C. Customer ID. Gì nữa? Order. Order ID. Order. Gì? Tôi xem nào. Không có tổng tiền à? Không tổng tiền rồi. Customer ID. Gì nữa? C. Company name. C. Contact name. Order. Order date. Này có được không? Trông mặt nó ngơ ngác. Đây. Tên công ty mua đây, người mua đây. Bây giờ các chú ý là các order ID khác nhau, các ngày khác nhau. Đúng chưa? Đây. Around the horn. Xung quanh cái sừng. Được chưa? Rất nhiều order luôn. Được chưa? Có thắc không đứa nào thắc mắc cái này là cái gì à? À, có thể coi là viết tắt được. Nó ăn ở thôi nhá. Tôi hiện đây. Hôm thế nãy giờ tôi có code mấy rồi. Được chưa? Bây giờ lấy tiếp ra cái employee name. Là cái nhân viên nào bán hàng, tức là nhân viên nào tạo ra hóa đơn này. Employee ID ấy. Đây tôi lấy ra nha. Order.employee ID. Run. Thấy chưa? Employee ID này. Xong chưa? Lấy ra tên nhân viên, tạo ra công hóa đơn. Vâng, employee. Đấy, vừa dạy lập trình, vừa dạy tiếng Anh. Quang, nháy điện thoại ra đây, nháy ngay. 096 974 9493 9493 Em lên rồi. Nháy đi. Sang rồi. Chủ nhật nhá. Chắc là buổi sáng thì nó mát. Sáng chủ nhật. Ừ. Em sợ thấy lạnh lắm, chị cũng thơ ô. Lạnh á? Vâng. Trên đấy mình chỉ có gió thôi. Gió đặc sản thì cái đồ. Ok, muốn chủ nhà phải tổ chức cái gì tổ chức. Nhưng mà chỗ này nó em miêu tả đã nhá. Không thể đến thì mới bảo là sẽ phải bảo đồng và đặt toàn nhà với nhà. Không sao, nghĩa là có chỗ để nướng là được. Quang gì nhỉ? Thế muốn liếc là gì? Mày là cái gì Quang? Quang, tên là Quang. Tên họ đầy đủ. Nguyễn Thị Quang. Ừ.
ND. Thì em muốn kia chủ nhật. Chín mười giờ sáng như đấy, không phải sớm hơn nhỉ? Thực ra 9-10 giờ sáng ăn khoảng 1-2 giờ. Thực ra thì bọn em đại học mấy thằng đi ăn với nhau và ăn tối đấy. Không. Về. Còn xong rồi phải ăn say, ta không cây đứng hát chết các kiểu. Không phải dẹp đi, bỏ qua đi. Ôi, solo. Cách đây được khoảng bao cây? Cách chỗ này khoảng bao cây? Tầm 15 cây. Tận 15 cây. Qua cầu trắng chưa? Có 9 cái cầu trắng. Ở cầu trắng luôn đi. Rồi, để hôm đấy tôi cứ đến cầu trắng tôi gọi. Tất cả. Nhà thi đấu ở đâu cũng được. Nhà thi đấu ở đâu? Chỗ Văn Khê gì? Rồi. Kệ nó dùng PPMMI. Xong chưa? Xong cái employee chưa? Rồi. Nào đọc cho tôi nó trang nào. Join như nào? Join employee. Join employee. E. On. Order. Order. Employee ID bằng e.employee ID. Rồi, sẽ lấy ra cái gì nữa? Lấy ra e. First name, last name. Đây hả? Đúng không? À nhầm, mình đang ở nào Wicket. Đúng nhá. Sao lại toàn chuyện TH này? À mình sửa cái này. Do tôi sửa. Sorry. Do tôi sửa, xin lỗi các bạn. Tôi nghĩ ngủ. Đây. Đúng chưa? Xong chưa? Nhưng bây giờ tôi muốn không muốn hiển thị kiểu dạng first name, last name như này mà tôi muốn hiển thị kiểu dạng full name. Làm nào? Có được không? Hậu. Trong SQL nó có cung cấp một cái hàm, hàm nó tên là concat. E.first name. E.last name. Ở giữa là một cái chuỗi là chứa dấu cách. Và tôi đặt cho cái này là một cái S alias. Đây là employee name. Đó, tạo thành một cái cột mới với tên cột là employee name. Cái cột này là kết quả của hàm concat, là hàm nối chuỗi. Nó có thể nối vô hạn chuỗi với nhau. Thì cứ phẩy thôi. Mỗi một cái phẩy là một đoạn. Còn cái nào khác còn cái nào? Không. Nếu em học thì mình không bố con cái sao? Cậu học thiếu. Cậu không biết đấy chứ. Có qua môn này không? Không. Có chứ, em đi được 7 sự sẵn. Kinh nhỉ? Ăn gì không ơi? Chưa gì. Đấy. Đấy, đây này, nhìn thấy chưa? Trần Thiện này. Rồi thì Janet Leveling này. Rồi thì Andrew Fuller này. Andrew, hoặc là Andrew Fuller.
ấy nữa. Đức đẻ con trai đặt tên là An Diu. Hả? Em. Hả? Cái này á? Cái E này á? Đây như Fuller. Được chưa? Không nhá. Đấy, roi. Còn lại các loại roi khác các bạn tự đi vào học lấy. Nó có nhiều loại roi lắm. Đây là roi inner roi, cái này gọi là inner roi. Nó còn có những cái loại là right roi, left roi, full outer roi. Khác chơ, kết quả khác chơ. Không khác thì người ta tạo làm gì? Những cái loại roi kia các bạn tự tìm hiểu lấy. Các bạn đã học qua rồi chắc các bạn phải biết. Còn đa phần người ta sẽ sử dụng cái inner roi này. Thì 80% người đã dùng inner roi. Được chưa? Có cần thời gian để tiêu hóa không? Thay roi con bằng que được. Được. Que hai bảng from cũng được. Chúng ta đây nha, ví dụ nha, ví dụ tôi làm thực hiện cái thực hiện thay thế phép roi này bằng phép que nhé. Coi này. Nhưng mà tất nhiên là nó cũng không có nhiều cái kiểu dạng power giống kiểu dạng này đâu. Select này. Form này. Order. Order này. Phẩy cách là OD này, phẩy customer. Cách C này, đúng không? Where OD chấm customer ID bằng C chấm customer ID select OD chấm order ID phẩy C chấm C chấm company name vẫn ra đúng không? Đây à? Bọn em học này đuổi thẳng cổ ông mà dạy ông kiểu như này đi vớ vẩn thế luôn, không dùng roi luôn. Chưa nghe roi bao giờ. Hai đứa kia thì sao? Đấy phải như nó, không có cái chuyện là người ta như này đúng nhá, không có đâu, không ai làm kiểu về việc này đâu. Bố lão. Hả? Như này á, thực ra ấy, nếu mà như này sau này các em nếu các em dùng roi sẽ rất tiện cho cái việc là các em dùng các hàm ở trong đấy, ví dụ như hàm min, max, avg, sum thì nó tiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà dùng kiểu này thứ nhất là cái tốc độ truy vấn nó lâu hơn rất là nhiều. Chắc chắn luôn. Được chưa? Thực tế ra ở trong cái công việc thực tế từ lúc tôi bắt đầu biết đi làm và biết làm việc với cơ sở dữ liệu này, chưa bao giờ tôi dùng cái cách này. Thế trước thì học cơ sở dữ liệu, cái môn căn bản đầu tiên cơ sở dữ liệu. Thì sao? Thì thầy cũng quen. Dùng roi chứ? Trường thầy cũng dạy roi. Ừ. Có thể quen. Không. Hơi chuyển trường. Từ học. Đấy. Học thì ghê rồi đấy. Được chưa? Nhớ nhá, dùng roi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta còn tiếp tục nữa này, vẫn còn, chưa hết. Chúng ta có cái ví dụ như kiểu dạng là tôi muốn ở đây này, các bạn nhìn nhé. Cái order detail á. Đấy nhá, cái order detail các bạn nhìn này. Order detail các bạn nhìn thấy nó là một cái bảng, nó sẽ là cái bảng như thế này. Nó là cái bảng quan hệ giữa product và order. Đây nhá. Product. Order. Thì cái product và cái order này quan hệ của nó là gì? Một order có nhiều product. Một sản phẩm có thể thuộc về bao nhiêu order? Nhiều. Một order có thể có bao nhiêu sản phẩm? Một. Nhiều. Thì quan hệ của nó là nhiều. Nhiều sẽ dẫn đến công cái bảng phụ đúng không? Cái bảng phụ ở đây nó tên là order detail. Được chưa? Thì bao giờ các bảng phụ nó cũng có các cột này, order ID, product ID. Được chưa? Người các bạn nhìn để ý nhá. Nó sẽ thêm cái cột unit price quantity vào. Biết vì sao mà ta phải thêm như này không?
quantity thì có thể hiểu được là một sản phẩm người ta trong một hóa đơn sẽ mua số lượng một sản phẩm là bao nhiêu cái, đúng không? Nhưng mà tại sao lại phải thêm unit price? Chẳng hạn quantity price không lấy được từ product. Ta join thì sau này đằng nào ở trong cái bảng này mình phải dùng join, đúng không? Cho nên là sẵn sàng sẽ lấy được ra cái quantity, à cái unit price. Tại sao lại phải nhét vào đây? Đây đang chỉ là nói đến cái việc là chiếu cái unit price của sản phẩm vào thôi mà, đúng không? Tại sao? Đáp án là như này. Ví dụ một sản phẩm A giá là 5 đồng, đúng chưa? Tôi mua lúc 8 giờ sáng mua 5 cái A này, tôi mua là 10 cái, thì cái tổng số tiền hóa đơn tôi phải trả bao nhiêu tiền? 50 đồng đúng không? 50 đồng đúng không? 50 đô đi, đúng chưa? Đến 9 giờ sáng thị trường biến động, cái giá của cái sản phẩm A này nó tăng lên 7 đồng, đúng chưa? Tăng lên 7 đồng mà nó không tăng nữa, nó giữ cái giá này cho đến tối, có thể sáng hôm sau nó tăng lên không biết. Nhưng mà đến tối thằng chủ cửa hàng nó vào, nó kiểm tra xem số lượng doanh thu nó đạt được là bao nhiêu, đúng không? Thì sẽ là tổng giá tiền của tất cả các hóa đơn, đúng chưa? Nếu các bạn không viết cái này vào thì người ta sẽ phải là chọc vào trong cái bảng cơ sở dữ liệu bảng product để lấy ra cái giá sản phẩm nhân với cái số lượng này thì tính ra tổng số tiền thu được, đúng không? Đến lúc đấy là đấy, chẳng ví dụ như là cái cửa hàng chỉ bán được 1 cái hóa đơn từ sáng thôi. Đến tối nếu mà tính ra kiểu nếu mà không có unit price này, người ta tính ra là sản phẩm là bao nhiêu tiền? Nó tính là 70 đô. Thế vậy 20 đô còn lại đâu? Đúng chưa? Nhân viên là người chịu ạ? Mẹ đã đi làm ục mặt ra cả ngày được 10 đô, nó bắt phạt 20 đô, nghỉ mẹ việc đi, đúng không? Do đó trong cái bảng order detail này, người ta sẽ thường là và chắc chắn là người ta sẽ thêm vào đây một cái price này, nó sẽ là lưu giữ lại giá sản phẩm tại thời điểm bán, được chưa? Thì đến lúc tối ấy, người ta tính lại ấy, thì cái giá của cái order đấy nó vẫn giữ lại là 5 đô này nhân lên 10 sản phẩm, nó vẫn là 50 đô, không phải là tiền cả, đúng không? Đó, cái bài toán là cái bài toán chết rất nhiều của sinh viên. Tôi đi phản biện mấy cái hầu hết 8 người nhóm thì đến 8 nhóm thì dính cái lỗi này. Không bao giờ lưu cái price này vào trong cái order detail. Cho nên đấy là chết là do thiếu kinh nghiệm. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái việc như này nữa. Chúng ta sẽ đến với các cái hàng có sẵn, được cung cấp sẵn bởi cái cơ sở dữ liệu. Ví dụ chúng ta sẽ có những cái hàm như sau: hàm cao, hàm AVG, hàm sum, hàm min, hàm max. Còn rất là nhiều hàm khác nữa nhưng tôi nhớ hết đâu. Chỉ nhớ những cái hàm hay dùng. Được chưa? Không nhỉ? Cao là gì? Đến. Ví dụ select sao, select cao sao from product thì nó sẽ ra bao nhiêu? Đúng rồi, nó sẽ ra 77. Hiện tại nó sẽ ra 77 bởi vì có 77 sản phẩm trong cái bảng product thôi. Được chưa? Tiếp theo AVG biết là gì? Số trung bình. Được chưa? Ví dụ tôi hoàn toàn có thể làm như này. Tôi muốn biết giá trung bình của các sản phẩm, của tất cả các sản phẩm ở trong cái bảng product của tôi, thì tôi làm nào. Select from trước đi. From product. Được chưa? Select cái gì? Select sao? Sao cái bào. AVG. Được chưa? Của cái gì? Unit price S gì? AVG
AVG price, giá trung bình của tất cả các sản phẩm. Run 28,866363364 đô. Nếu các bạn không tin, các bạn phải cộng vào và chia cho 77. Tôi sẽ lấy ra tổng nhá. Tôi lại copy cái này. Thay cái này bằng sum là xong đúng không? Đúng không? Đây là total price. Đúng chưa? Run. Result 2 này bằng 222. Tôi chia cho 77 đúng không? Có đúng đáp án không? Đấy, thích thì compare. Đuôi là 64. Đây. Đúng chưa? Đấy là hàm tính tổng, hàm tính trung bình. Tìm số, tìm cái giá sản phẩm nhỏ nhất thì sao? Min. Đúng rồi. Min. Min price. Đây là cái này. 2,5 đô là giá nhỏ nhất. Max, xem sản phẩm là giá lớn nhất. 263,5 đô là giá lớn nhất cho sản phẩm lớn nhất. Được chưa? Đây là 4 cái hàm. Tôi chỉ lấy demo 4 cái hàm này. Không phải bởi vì tính cho vui đâu, mà bởi vì có lý do tiếp ấy. Nó không chỉ có lý do giúp chúng ta tính toán nó dễ hơn, mà còn thêm lý do nữa. Biết lý do gì không? Nếu lý do ở đây là này. Xong chưa? Ghi chép xong chưa? Để đọc tiếp này, à nói tiếp này. Nếu các cái hàm đặc biệt là hàm AVG, sum, max, min. Được chưa? Những cái hàm này dùng một mình nó trong một câu lệnh select thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu các bạn lấy ra thêm các cột khác, nhớ nhé, nếu các bạn lấy ra theo thêm các cái cột khác nữa thì các bạn sẽ phải có group. Nhớ nhé là phải có group. Đây, tôi demo phần này nó cho các bạn dễ hiểu hơn. Chứ còn nếu mà lấy ví dụ kiểu như này thì giải thích có mà đến mai cũng chẳng hiểu được. Ví dụ như sau này. Tôi có cái bảng select from order đúng không? Select from order. Tôi sẽ lấy ra cái order này. Ta là order đi. Join với bảng là order detail. Viết tắt là OD. On. O.OrderID bằng với OD.OrderID đúng không? Join này có đúng không đã? Rồi, ok. Tôi sẽ lấy ra cái order O.OrderID phẩy O.OrderDate đi. Được chưa? Bây giờ tôi muốn lấy ra tổng số tiền của cái hóa đơn này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy bằng sum của cái gì? Sum của cái gì? Nhìn vào kia. Của bảng nào? Bảng nào? OD chấm unit price nhân với OD chấm quantity S total price. Như này đúng không? Theo logic như này là đúng không? Còn vấn đề gì không? Hết chưa? Chạy nhá. Lỗi lòi mắt ra luôn. Nó không ra kết quả đây, lỗi này. Được chưa? Lỗi nhá, bây giờ giải thích cái lỗi này. Trong câu lệnh mà khi mà chúng ta
thực hiện cái phép sum hay phép ABG hay phép min phép max của lấy ra nhiều cột hơn so với một, đúng chưa? Nhiều cột hơn so với một thì chúng ta phải nhóm nó vào theo một tiêu chí nào đấy. Ví dụ cộng tổng, nhưng mà cộng tổng theo cái gì, lấy cái gì mà cộng, đúng không? Lấy cái gì mà cộng? Ví dụ nhóm thì nhóm theo cái gì? Order ID, đúng không? Chúng ta đang muốn tính tổng giá tiền của tất cả các order thì mỗi một order đại diện của order là gì? Order ID. Thì bây giờ nó sẽ thực hiện cái câu lệnh này này. Nó sẽ thực hiện cái câu lệnh này này. Ờ thì nếu mà không có cái này thì chạy, nếu không có cái này thì chạy, đúng không? Nhưng mà sao? Kết quả nhá, đây kết quả này. Các bạn so cho các bạn xem cái kết quả trước. Đây đúng không? Ra kết quả không? Ra không? Đây nhá, tôi sẽ lấy ra, lấy ra là order.unitPrice, order.quantity, order.productID để các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Đây đúng không? Một hóa đơn này, hóa đơn 10248, đúng không? Trong cái hóa đơn này có mấy loại sản phẩm? Ba loại sản phẩm gồm 11, 42 và 72, đúng chưa? Mỗi một cái sản phẩm này nó có số lượng như thế này, đúng chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta yêu cầu là tính tổng cái số tiền của hóa đơn này thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng thằng này, thằng này nhân với thằng này, thằng này nhân với thằng này, thằng này nhân với thằng này, xong cộng tổng của ba cái này, đúng không? Đúng chưa? À đây đây, thằng này nhân với thằng này, quên xin lỗi nhầm, đúng chưa? Sau đó có tổng ấy, thực tế ra ấy, mỗi một câu lệnh nếu mà các bạn không có sum kia thì nó sẽ tính ra trên cùng một dòng. Nếu mà có sum gì nó chỉ sum thằng này với thằng này thôi, đúng không? Nó sum thằng này với thằng này thôi. Nếu mà muốn sum ba cái dòng này lại với nhau, hay là thằng này cái dòng này với bất kỳ một cái dòng nào, thì nó phải có cái điều kiện gì đấy giống nhau thì nó mới cộng vào chứ, đúng không? Không thì cộng vào mặt à? Chẳng có một cái yếu tố gì để giúp nó có cái cơ sở nó cộng cả, đúng chưa? Do đó chúng ta phải nhóm cộng, cái việc cộng đấy phải theo cái tiêu chí là chúng nó có chung một cái gì đấy, đúng không? Chúng nó phải có chung là cái order ID, được chưa? Thì đây tôi sẽ Ctrl Z lại đây, đúng không? Tôi sẽ thêm một cái ở đây nữa là group by order ID. Ra tổng chưa? Đúng không? Đấy. Do đó chúng ta phải nhớ cho tôi là những cái thằng này, bốn cái thằng này, khi mà chúng ta thực hiện phép gì? Phép gì? Phép toán. Phép tìm tính toán ấy, mà có nhiều cột ấy, thì chúng ta phải join, phải nhóm nó vào trong một cái nhóm nào đấy, được chưa? Nhóm nó vào trong một cái nhóm nào đấy, tức là phải tính toán dựa trên một cái điều kiện chung thì nó mới tính được, còn không thì không tính đâu, nó không có cơ sở để tính cả. Tính tất đấy, tính tất thì sell Excel from unit price nhân với sum của unit price nhân với all quantity, không order nữa, from order đi đều, giống quay về giống như thế này, đúng không? Đấy là tính tất cả trong một bảng. Còn đây là tính theo tiêu chí nào đấy, đúng chưa? Cố đi xem có chạy không? Cái này cái order ID như order date hả? Tôi lấy vừa ra cho vui mà. Nhưng mà cũng không vui lắm đâu. Biết vì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tính được tổng số tiền bán trong một ngày, nhóm trong ngày, đúng không? Trong ngày chúng ta có thể rất là có rất là nhiều cái cách để nhóm theo hóa đơn, nhóm theo ngày,
Rồi nhóm theo gì? Sản phẩm. Được chưa? Xong nhá. Nhớ là những cái này là cái rất là khó, khó hiểu ấy. Cho nên phải để ý kỹ. Thử lấy đi, thử xem. Order by order date. A group by order date. Chắc luôn. Có được không? Đấy, thế là biết là một ngày doanh thu là bao nhiêu? Không trùng nhau là được. Không trùng nhau là được. Đấy, chả được. Không được mà chết. Được chưa? Rồi. Xong chưa? Bây giờ cộng hết rồi. Cộng hết với nhau là gì ạ? Xăng của tất cả cái mới này ạ. Mày bị dở hơi vậy. Này quay lại cái bài toán giống nãy Khánh nó hỏi. Nó chỉ xăng một phát là hết rồi. Chẳng có thể order thì order buy theo group buy theo cái gì nữa là xong đúng không? Gì đấy? Thằng này mới tiến hóa. Xong chưa? Tiếp nha, đến phần hay hơn này. Đã hiểu cái group buy chưa? Tiếp nha. Tiếp này. Bây giờ tôi muốn tìm ra tất cả những hóa đơn có tổng số tiền lớn hơn 2.000 đô. Điều kiện thì thường thường là gì? Where total price lớn hơn 2.000. Where để đặt trước group hay đặt sau group? Sau. Where lớn hơn 2.000 à? Đúng không? Chắc thế. Chạy của mắt. Trước cũng không chạy được. Sau cũng không chạy được. Bởi vì cái total price là cái gì? Nó là cái cột, là kết quả của một cái hàm sum, bộ tứ siêu đẳng, đúng không? Do đó nếu mà muốn sắp xếp, mà sắp xếp dựa trên cái hàm này, chúng ta phải thực hiện phép là phép having. Thử xem cái này được không? Sao? Cái này là 10.000 chứ không phải 1.000 đâu nhá các Thánh nhá. Cái này này là 10.000 nhá, tôi thấy số đầu số 1. Còn lại tất cả các thể loại khác là đều lớn hơn 2.000 cả. Nếu thích thì order buy. Order buy. Total price. Đây. Giá nhỏ nhất là 2004. Order là gì? Sắp xếp dựa theo cột nào đấy, ASC hoặc DSC. ASC là sắp xếp xuôi, DSC là sắp xếp ngược.
Xong chưa? Xong chưa? Để chưa các chim? Cho một bài để thử xem có làm được không nhé. Tôi nghĩ xem nào. Tính tổng số hóa đơn. Tính tổng số hóa đơn được mua bởi mỗi khách hàng. Customer 02. Order là employ. Nhân viên. Order là order. Bảng order. Đấy là cái dễ rồi đấy. Tổng số hóa đơn. Tổng số hóa đơn mà một khách hàng đã thực hiện. Tổng số hóa đơn này bị thêm. Bị ảo à? Số hóa đơn này nó order. Nghĩ đi đã. Không biết cái tên cổ là gì chứ. Không biết. Nhưng mà chỉ cần phải custom ID được, có hóa đơn của một khách hàng, lấy ra tên của họ nữa được thì tốt. Số lượng
hai bảng thôi. Tính tiền. Tôi đã yêu cầu tính tiền đâu. Tính tiền tính sau. U liu tiêu nhé. Xong chưa? Hai thằng kia. Dạ, em đâu, nó nói gì? Thằng kia xong chưa? Nhưng mà nhìn sai. Sai là rõ. Sai thì phải sửa đi, sai ngồi nhìn nhau. Mua hẳn 64. Làm gì có cái đứa nào mua nhiều thế? Rồi. Thế thì sai rồi. Làm lại đi. Tên cột của cái đồ ăn gì? Chẳng có cái gì là dùng xăng mà tính. Tên cột cơ mà. Tên cột nào làm gì có cột nào liên quan đến số hóa đơn. Khách có mua bao nhiêu này? Order ID. Order ID nhé. Vâng. Chào hai đứa kia. Xong chưa? Hậu xong chưa? Đấy, sang bái chị Hậu với chị Thủy, chị hướng dẫn cho nhanh nhanh. Thằng Khánh không chưa? Được chưa? Nào, đọc cho tôi nào. Ông luôn xăng đúng không? Xăng nó xăng. Luôn cao. Mua lắm gì. Nào, Thúy, đọc cho tôi nào. Sao lấy cái gì? Từ bảng nào? From. Từ bảng order. Order. Join với customer. Say on.
thực ra chuyên nghiệp người ta viết như này, od chấm sau có gì, à cái này thiếu on, on customer id bằng với c chấm customer id, rồi sao nữa, cột nào od chấm order id á, cao order id, rồi rồi lại order id nữa, sao làm order id thế? Ở đây là lại là od chấm order id à? Vâng, rồi mày chết. Có thế này chưa hả? Thế roi làm quái gì? Thế cô roi cái bảng customer làm gì? Cái customer id có sẵn trong bảng order thế sao không dùng luôn thì lại còn phải roi? Thế nó đã đọc tên đâu? Chết thật, con này càng ngày càng ngáo ngơ rồi. Rồi, rồi group by cái gì? Này hả? Xong chưa? Chắc củ chưa? Chắc chắn chưa? Rồi đã cao rồi lại còn nhét cái này ra đêm gì? Lấy tên cột làm gì? Lấy ra thì đếm làm sao? Bây giờ nhá, cô có một vốc tiền như này, cô cầm vào tay. Bây giờ Thủy Hậu nó yêu cầu cô đọc số series của một đồng bất kỳ. Có đọc được không? Đọc được không? Đọc được không? Đây, thế đây này. Đây là bảo thằng mù đi xem tivi như này. Đã group, đã thực hiện phép cộng rồi thì lấy làm sao được nó ra? Đúng không? Ra chưa? Đây. Không chưa? Mấy thanh niên kia có thế không? Không chưa? À, thế lại do ăn ở rồi. Không chưa? Chúng ta đánh ngu si lắm. Sao? Chẳng sao cả. Kết quả như nhau. Chẳng qua là performance nó khác nhau. Hả? Có sao? Không chưa? Thằng Quang không chưa? Thằng Quang này không chưa? Rồi, bây giờ thử tìm cách lấy ra tổng số tiền của một khách hàng đã tiêu. Tổng số tiền của một khách hàng đã tiêu. Tổng số tiền đã tiêu. Bài này khó đấy nhá. Cái này khó đấy nhá, không dễ đâu.
ba hay bốn bảng thì tùy làm đi. Ở đời bị tai có kết tinh màu ai đi không? Không có. Đâu? Muốn đổi chỗ order với customer đúng không? Đây đúng không? Tôi đảo lại, từ từ bình tĩnh đã để tôi giải quyết thằng này á. Có khác không? Đây của tôi nó vẫn thế này này. Đừng bảo khác hệ điều hành nhé. Sao không Giang? Trong cái dữ liệu nhập ở trong cái order thì customer ID nó có nhiều cái, có nghĩa là một khách hàng mà mua hai lần nhỉ? Có chứ. Có trùng lập gì? Trùng lập là như nào? Order ID là 10248, customer ID là VNet thì có một cái order ID khác là 10. Đúng, được. Được. Mua nhiều lần. Mua nhiều lần. Trong này có gì? Có. Tất nhiên rồi, đây là nhìn thấy một thằng này. Cái thằng Maria Under này nó mua đến 6 order. Không kệ mày. Tự tìm lỗi đi, tìm ra từ khác sẽ khôn hơn. Mười phút nữa mà không giải quyết được thì mang đi đây. Đói quá. Nghe nên giải quyết nhanh lên, tôi còn về tôi đi ăn cơm.
sao của em vào cái gian một rồi. Nhóm theo cái gì? Nhóm theo tiêu chí nào? Tổng ID hóa đơn. ID của khách. Tiêu chí tổng số hóa đơn của khách hàng. Thì theo thằng nào? Theo số hóa đơn. Tại sao lại theo hóa đơn được? À, tức là thằng này nó mua nhiều lần thì... Ừ. Chứ em phải mua mỗi lần, không phải nhiều hóa đơn. Thua ngán. Sẽ mở. Mơ. Nhưng có hai tiêu chí thì biết phải. Không biết. Dùng ấy, mét tê ấy, với cái dùng nó khác hẳn. Mét tê thì phải bình tâm. Xem mặt trời như nó dùng tay của em đấy. Mà chỉ có sao, anh xem rồi. Sao thì mình mát đi không? Mát tê 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 tê. Xong chưa? Trang xong chưa? Đề là gì nhỉ? Tổng số tiền của mỗi khách hàng phải trả. Để tôi nghĩ nào, tôi cũng chưa nghĩ ra đâu. Tìm ra tổng số tiền mà mỗi khách hàng phải trả. Số lượng bị nhiều hơn đấy. Số lượng nó sau tính tổng nó cộng cả cái order đi theo nó cộng vào cả order ID đấy gấp hai. Nhìn vẫn nghe kinh khủng. Để nghĩ nào. Cái này khó thật đấy. Bởi vì nó phải join hai cái đúng không? Join hai lần đấy. Khó đấy. Tự nhiên sao mình lại nghĩ ra cái đề khó vậy nhỉ? Khó mà, bài này khó mà.
ra chưa? Này lại chơi game này. Vậy thì không thể nào mà lấy ra cái này được. Khó nhỉ? Khoai vãi. Bị trùng rất nhiều. Vậy phải dùng câu lệnh kiểu này rồi. Thank you.
Rồi, còn lợi. Xong rồi. Đây, tôi sẽ pệt ra ngoài kia để cho các bạn dễ nhìn. Đây. Join giữa một bảng, một tập dữ liệu thực hiện bởi một câu lệnh SQL khác. Đây cũng là một cái kinh nghiệm đấy. Đây là cái tập này, cái tập từ cái đóng ngoặc này đến cái đóng ngoặc kia. Đầu tiên này, đây giải thích nhá. Nên tính hết tiền đi xong. Đúng không? Tính hết tiền xong lại lấy tổng. Đầu tiên tôi join lên bảng order và order detail. Tôi lấy ra order ID. Được chưa? Lấy ra customer ID. Cái này từ bảng order đúng không? Lấy ra cái total price. Lấy ra cái này là từ cái này đúng không? Là hàng sum đấy. Đúng chưa? Đây là cái tập này. Xong nhá. Đúng không? Sau đó cái tập này tôi gọi là OD. Đây là order, order detail. Tôi đặt cửa với tên lệnh. Sau đó tôi join tiếp với thằng customer. Customer join với thằng này. Dựa vào thằng customer ID. Bởi vì customer ID của thằng customer này cũng có. Customer ID từ cái tập này ra cũng có. Đúng không? Sau đó tôi lấy ra là contact name và lấy ra total money, lấy ra cái này từ cái hàm sum của cái total price dựa theo cái group by customer ID. Được không? Cần tính lại không? Thế tôi mới bảo là nó hơi khó cho các bạn. Nhưng mà viết vào, chép vào. Đó là một kinh nghiệm. Join thì tôi nói rồi. Cái phép join ấy là mình join giữa hai tập giá trị. Nhớ nhá. Đây là chứng minh một điều là lấy ra từ tập giá trị này. Cái việc đóng mở ngoặc như này, đóng mở ngoặc như này ở trong câu lệnh select ấy, người ta gọi đây là subquery, câu lệnh query phụ. Yeah.
Vì thế các bạn biết toàn sai thôi. Toàn bị lỗi. Nhìn các bạn nhìn nhá. Từ từ viết tiếp này. Nhìn này. Cái cách viết, tôi nói là cái cách viết của tôi, cách viết chuyên nghiệp đấy. Tức là cách viết sau này các bạn dùng ấy, là khi đi làm người ta sẽ nhiều công ty người ta yêu cầu dùng cái này. Các bạn để ý này, select này, xuống dòng này, tap vào một cái này. Và trong cái đoạn select này, cứ 3 cái, nhớ nhá, cứ 3 cái cột chúng ta enter xuống một lần. Được chưa? Cứ 3 cái cột chúng ta enter xuống một lần. Nên làm như thế để người ta làm sao? Theo dõi cho nó dễ. Được chưa? Xong xuống from thì sát lề. Được chưa? Join cũng sát lề. Sau đó là cái on này này, đúng là cái on này phải như này. On này phải như này. Nếu tôi quên. On là phải tap vào trong. Mỗi cái on là tap vào trong một phát. Được chưa? Group 3 nó lại xuống câu mới. Lại xuống sát lề. Having nó là một câu mới, cần một cái điều kiện, lại sát lề. Được chưa? Nhớ tổ hợp luôn luôn là 3 cái. Nhá. Ba cái cột thì enter xuống cả. Ngày xưa mình đi làm chủ suốt mình gọi cũng tầm 7 tầm 3. Chạy rồi đấy. Đúng không? Xong chưa? Không nhớ ai xong rồi làm tiếp cho tôi bài toán như sau, có làm được không? Chán chưa? Trang chán chưa? Chưa chán à? Thằng Giang chán chưa? Giang chán chưa? Chưa. Chưa, bây giờ chưa làm được cái gì đúng không? Thằng Quang chán chưa? Chán quá. Thằng Long chán nhỉ, Khánh chán nhỉ. Bình thường tức là làm tiếp được đúng không? Thôi bây giờ cho bài dễ hơn. Lấy ra tổng số sản phẩm bán ra được của mỗi loại sản phẩm. Số loại. Tổng số sản phẩm bán ra của mỗi loại sản phẩm. Cái này thì dễ. Thậm chí là tính tổng luôn. Tính tổng số tiền bán ra của mỗi sản phẩm.
Tổng số sản phẩm bán ra cơ mà. Nhưng mà ở trong bảng order thì không biết làm nào làm, tôi đâu quan tâm đâu. Tổng số sản phẩm bán ra của mỗi loại sản phẩm. Trong cái câu lệnh SQL của chúng ta cũng có XL như bình thường, có cả XL nên là lưu ý. If L đã dùng bao giờ chưa? Trang dùng bao giờ chưa? If điều kiện then, thế mới đúng. Nhưng trong phạm vi học của chúng ta nên không cần phải làm những cái đấy. Sau này đi ra ngoài đi làm một công ty nào nó thực sự mà bắt các bạn phải viết SQL thì các bạn sẽ phải tự học lại nhiều hơn. Nhọc phết. Rồi viết store procedure, view các thứ các kiểu nhiều lắm, trigger. Xong chưa? Khánh không nhá? Thôi câu này tôi không chữa đâu nhá. Về nhà chúng ta có thể còn nhiều những cái bài toán khác, ví dụ như kiểu dạng là tính tổng số tiền mà một nhân viên đã bán được chẳng hạn, đúng không? Thì nó không khác gì cái tổng số tiền mà một khách hàng đã bỏ ra, nó không khác mấy, nó chỉ khác nhờ join cái bảng khác thôi. Rồi thì tính số hóa đơn, có nghĩa là số tiền đã được giao dịch trong một năm chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có câu lệnh where between, dùng bao giờ chưa? Thế luôn, sao cái gì cũng không biết vậy? Học đại học có đẳng thì nó còn nát hơn. Đâu? Có chứ. Ai biết được, tôi chưa được xem giáo trình của trung cấp. Xong chưa? Rồi. Xong. Để xem còn cái gì của ta. Nói chung là cái này còn nhiều lắm, nhưng mà tôi không muốn dạy nữa bởi vì chúng ta yếu quá. Có nhồi thêm vào đầu chắc cũng tổ hỏa nhập ma thôi. Đi làm nó có nhiều công cụ rồi các bạn sẽ được hướng dẫn, nhưng mà phải biết cơ bản, quan trọng nhất là cái cơ bản. Phải toi luôn nào. Nếu mà sau này các bạn mà chuyển sang làm .NET thì có khả năng dùng nhiều, hoặc là làm dự án thật là to, giờ tầm triệu đô ấy, thì có khả năng sẽ phải dùng. Được chưa? Còn nếu mà các dự án nhỏ nhỏ tầm khoảng vài trăm nghìn đô thì chắc là chẳng ai dùng làm gì. Hiểu không? Bởi vì những cái dự án thật là to ấy, thì nó sẽ liên quan nhiều đến các cái kiểu dạng như là performance.
yêu cầu performance cao, rồi thì xử lý những cái bài toán rất là khó, phức tạp, thì người ta phải cần phải tự viết SQL. Còn không thì ở trong các cái framework sau này chúng ta dùng nó đã hỗ trợ hết các cái câu SQL cơ bản rồi, chúng ta không phải xử lý nhiều nữa. Hiểu chưa? Nào. Tiếp theo về cái tôi không biết là trường các bạn dạy các bạn vẽ RD như nào, nhưng mà với ví dụ như kiểu là kinh nghiệm của tôi thì tôi vẽ RD như này. lucidchart.com. Đây cũng là một cái kinh nghiệm thôi. Cái gì đây? Làm sao tắt được cái này? Education teacher. Đây. Ví dụ như tôi có một cái con dự án nhỏ nhỏ là online shop. Vẽ trên này luôn. Ừ. Ai cấm đâu. Đây, các bảng của tôi nhìn này. Tôi sẽ cho nó nhỏ một chút. Có nhìn thấy gì không? Đây, cái bộ sậu này là cái bộ sậu đây là cái role user này là bộ sậu quản lý về phân quyền. Đúng không? Chúng nó cho phép chúng ta vẽ ra các bảng, tạo ra các bảng này, kiểu dữ liệu, viết text các thứ kiểu này. Rồi nó cho phép chúng ta nối các bảng với nhau. Đây là cái cách tôi vẽ RD. Đây là RD của tôi. Theo tôi định nghĩa thì này nó là đúng. Còn tùy thuộc vào các bạn, sau này các bạn đi làm hay là các bạn tiến hành làm dự án thì tùy các trường và tùy các thầy hướng dẫn, thì các thầy sẽ hướng dẫn các bạn vẽ những RD nó có thể nó hơi khác một chút. Được chưa? Thì chúng ta quan trọng nhất là phải define rõ ra các cái cột trong bảng, tên bảng, rồi thì các cái mối quan hệ của chúng nó với nhau. Rồi thì chuẩn hóa dữ liệu. Biết chuẩn hóa dữ liệu là gồm những mấy chuẩn không? 3 chuẩn. 5 chuẩn. Nó phải đến 5, 6 chuẩn. Nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại ở 3 thôi, cho nó dễ dùng. Thực ra số lượng chuẩn nó rất là nhiều. 1NF, 2NF, 3NF, 3N, 4NF, 5NF. Nếu tôi nhớ không nhầm là tầm đấy. Nhiều lắm. Nhưng mà càng nhiều chuẩn thì càng nhiều bảng. Và dữ liệu nó càng rời rạc. Cho nên chúng ta không dùng quá cao, chỉ dùng bình thường thôi. Hả? Rồi cái chuẩn 3NF chính là chuẩn boycott đấy. Chắc bọn này không biết, trông mặt bẩn thối. Không mất mặt, không dư thừa, tránh dư thừa thông tin chứ không phải là tránh mất mát. Mất làm sao được? Được chưa? Thì đây là cách tôi vẽ. Ví dụ như trong một cái module về quản lý về sản phẩm nhé, thì ví dụ như đây là bảng sản phẩm này, hết chỗ chứa. Đây bảng sản phẩm này, ID này, Case ID này, Name này, Description này, Feature Image này, Meta Title, Meta Description, Modify By, Created Date, Created By, Modify the Date, Status, Listed Price, Selling Price, Currency, In Stock, Promotion, Tag. Đó. Đấy là những cái cột nằm trong cái bảng này. Ngoài ra còn nhiều, những cái thằng này nó còn liên quan đến nhiều bảng khác lắm. Đây này, ví dụ thằng này nó liên quan đến nhóm sản phẩm. Thằng này thì thằng sản phẩm thì liên quan đến nhóm sản phẩm. Rồi thì thằng sản phẩm thì liên quan đến tính năng, feature. Thằng sản phẩm này liên quan đến product image, tức là cái ảnh to. Ví dụ như các bạn vào những cái trang thương mại điện tử nhé, thì cái ảnh to nó là cái ảnh này, là cái feature image. Ảnh to ở ngoài, ví dụ như tên sản phẩm này, rồi giá, những kiểu của trang chủ ấy, nó là cái ảnh feature image. Nhưng mà khi các bạn vào trong chi tiết bài viết, chi tiết cái sản phẩm ấy, thì nó thường thường là cái gallery như này, đúng không? Bấm vào cái này thì ảnh lên đây, đúng chưa? Thì cái số lượng ảnh này nó cũng sẽ gắn với một cái sản phẩm, đúng không? Thế cho nên là cái toàn bộ đường dẫn các cái ảnh ở trong detail này, nó sẽ lấy từ cái bảng product image kia. Được chưa? Cái cách thiết kế phải luyện. Thực ra là làm cơ sở dữ liệu phải luyện lâu đấy. Lâu để đến mức làm sao các bạn khi mà nhìn một cái website ở đấy, các bạn
có thể mường tượng được phần lớn là cái cơ sở dữ liệu của nó là như thế nào. Lâu đấy, không dễ đâu. Được chưa? Nên là tôi giới thiệu cho các bạn một cái tool là lucidchart.com. Chúng ta có thể sử dụng tài khoản miễn phí bằng tài khoản Google mình hoặc bằng tài khoản miễn phí bằng mail.vn. Chúng ta thì có thể dùng miễn phí. Đó. Thì chúng ta sau này khi mà làm dự án hai dự án tốt nghiệp chẳng hạn thì chúng ta muốn vẽ cái gì ấy, ví dụ như vẽ use case, flowchart hay là RD các thứ, chúng ta phải lên đây vẽ và xuất dài. Nó xuất được dài. Xuất được ra file PNG hoặc là PDF không cái gì. Xong rồi có thể là từ những cái này nó xuất được ra câu lệnh SQL tạo ra cấu trúc bảng luôn chúng ta. Thì nó cũng code, nó phải tạo bằng tay. Vẽ ra là nó thành câu lệnh SQL rồi. Được chưa? Đó. Để tôi share nốt cái này ra này. Sao lại không được làm? Rồi, sao? Thế là chúng ta sẽ tạm dừng cái việc học về SQL. Thực ra thực tế ra trong SQL nó còn nhiều lắm. Nó còn nhiều cái kinh khủng các thứ luôn đấy. Nhưng mà chúng ta chỉ bởi vì chúng ta học web, học làm những cái thứ cơ bản thôi nên chúng ta sẽ dừng ở đây. Người đã cho tôi. Thì thằng này chơi cái gì đây? Create level. Gì đây? Bye bye chưa con em? Thấy chưa? Còn cái bài kia thì hôm nào tôi sẽ phải đi ngồi tôi vẽ. Cảm biết hôm nào sẽ. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ tạm thời kết thúc cái nhưng mà các bạn phải để ý một vài cái thứ cho tôi, ví dụ như kiểu rằng là chúng ta còn chưa có cái logic về phân trang đúng không? Phân trang của một cái ví dụ danh sách sản phẩm của chúng ta là 77 sản phẩm đúng không? Nhưng mà khi mà làm việc, khi quản lý người ta chẳng bao giờ để tính ra một phát hết 77 cái. Người ta chia làm 100, 102, 103, 104, 105, 106. Đúng không? Vậy thì cái logic của nó là như nào thì nó hướng dẫn nốt. Như sau. Phân trang. Phân sản nó là. Phân. Chỉ có mày mới hiểu bậy bạ thế thôi. Tôi có hiểu gì không? Rồi, chúng ta sẽ có là select này, đúng không? From product. Ví dụ xem Excel đi. Đúng không? Ví dụ mỗi trang của chúng ta quy định nó sẽ là mấy bản ghi? 10 nhá. Limit 10. Cái này là sự khác nhau rất lớn giữa MySQL và SQL Server này. Được chưa? MySQL nó chỉ đơn giản là limit thôi. Còn SQL Server nó là một cái câu lệnh khác. Nó khác nhau ấy. Đây, nó sẽ ra là từ 1 cho đến. Sao ít vậy? Đây. Được chưa? Đây là trang 1 nhá. Đúng không? Trang 1 nhá. Thì chúng ta sẽ phẩy ở đây là 0. Lấy nào, cái limit này là lấy 10 phần tử bắt đầu từ phần tử thứ có ai đi làm từ phần tử xứ thứ 0 cũng đúng. Được chưa? Tiếp theo này. Lấy 10 phần tử bắt đầu từ phần tử phía sau của 10. Đúng chưa? Thế vậy làm sao để tính ra cái số này? Khi mà sau này chúng ta mà phải làm tự, phải làm phân trang thì chúng ta sẽ có những cái tham số như sau. Thứ nhất, page size. Thứ hai, page number. Và thứ ba là keyword khi tìm kiếm.
không? Cái này thì tạm thời chúng ta chưa đọc hết, tạm thời đặt ra tí nữa chúng ta đợi. Thấy chưa? Cái việc phân tra phải làm nào? Bet size chính là cái số ngay đằng sau của chữ limit. Được chưa? Bet size chính là cái số đằng sau của số limit. Được chưa? Ví dụ trang 1 thì sẽ là limit. Bet size. Bet size phải phải cái gì? Bây giờ phải cái gì? Các bạn phải cái gì? Bet number. Các bạn nó sẽ bắt đầu từ số 2 cho đến số 12. Làm sao để tính được số 0 đấy? Bằng 1 trừ 1. Nó sẽ bằng pet size trừ 1 nhân với pet number. Đúng không? Trang 1 thì là 1 trừ 1 nhân 10 thì bằng mấy? 0. Trang 2 thì bằng mấy? 2 trừ 1 bằng mấy? 1 nhân 10 bằng 10. Wow. Trang 3 cứ thế nhân lên. Đúng chưa? Còn cái keyword này nó sẽ phục vụ cho cái việc là selection where cái các cái cột ở đấy có thể là product name hay là description gì đấy tùy. Like string phần trăm cái giá trị của cái keyword này vào đây. Phần trăm string sau đó limit. Gì đấy? Lâu lắm không biết đâu. Xong chưa? Đấy là cái cách chúng ta sẽ tiến hành phân trạng. Cái gì hoàn chỉnh? Có câu hỏi gì? Bật. Chúng ta chuẩn bị nhau hay em đi nhau? Sao? Kìa số là cái sức. Cái số 0 chưa? Ờ. Bằng cái pet size trừ 1. Pet size trừ 1. À, pet number trừ 1. Nhập. Tôi nhập. Pet number trừ 1. Xin lỗi. Sao phải nhân với cái đúng rồi. Đâu, sao nhân với cái sai quên. Không biết từng chữ kéo. Xúc thích. Ôi. Tôi xin được đây. Xin xéo luôn. Cảm ơn rồi mà. Được chưa? Không nhờ. Đấy. Tóm lại là nó còn nhiều rồi. Bây giờ bảo dạy hết thì chắc nó đến Tết sáng nào cũng chẳng xong. Không dạ?
Nay là buổi thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hai mấy rồi nhỉ? Hả? Buổi học thứ bao nhiêu ấy? 24, 25 rồi. Không điểm danh trong sổ điểm danh thì không có đâu. Được chưa? Rồi, 24, 25. Thế vậy chúng ta sẽ có khoảng 4 đến 5 buổi học về hướng đối tượng, cộng với khoảng 3 buổi nữa học về MVC, sau đó nó chuyển sang Laravel. Càng đấy, tôi nhây với cái lớp về phần JS với phần PHP cơ bản lâu quá. Rồi. À, quay trở lại PHP. À, quên, cái này là của lớp khác. Để nó hướng đối tượng vậy này. Ôn lại một chút. Sau hôm nay chúng ta sẽ về sớm. Ôn lại một chút về những cái gì chúng ta đã học qua ở trong quá trình từ đầu đến giờ. Hả? Từ đầu đến giờ học những cái gì ạ? HTML. Gì nữa? CSS. Java. JS. Java. Nhớ gì không? Nhớ gì jQuery không? Ôi, ăn cướp rồi. Gì nữa? PHP thì nó ôm cái gì? Ví dụ cài đặt thì là sao? Gì nữa? Con mèo tôm kết ở Java. Cái này là cái gì? Trong PHP. Biến. Cái này là cái gì? Hằng số. Cái này là cái gì? Bảng số rồi. Cái gì? Hàm. If. Else. One. For E. For E. To. For H. Gì nữa? Swing. Mày có case you want people gì nữa, why do why want các cái hàm cả jQuery và PHP chúng ta học những cái hàm để xử lý về number, hàm xử lý về string, hàm xử lý về mạng, wow. Rồi connect tương tác với DB sử dụng hàm PDO, đúng chưa? Sau đó là đến MySQL, vừa học xong. Thì trong MySQL có rất là nhiều thứ như tạo bảng này, sử dụng công cụ này, tạo DB này, tra xét collection này, rồi các collection select, update, insert, delete, đúng không? Group, having, cao, arg, sum. Đáng là tôi sẽ dạy thêm phần listing nữa, nhưng mà tự tìm hiểu phần listing. Listing ở đây duy nhất. Được chưa? Sum, min, max, group by, order by, where, đúng không? Line, limit, đó, join. Được chưa? Rất là nhiều. Rồi cách thiết kế cho cơ sở dữ liệu. Tất nhiên là tôi không hy vọng là chúng ta giỏi, học xong phát giỏi ngay, thành giỏi ngay rồi. Nhưng mà chúng ta đến bây giờ là chúng ta đang được trang bị thảo hình về lượng kiến thức, mà về chất lượng tôi không biết là cái chất lượng này phải tùy thuộc vào mỗi người, đúng không? Thì tôi không thể đảm bảo được là về chất lượng của kiến thức của các bạn của mỗi con người. Các bạn chỉ còn cách là tự luyện tập đấy. Thì với bản thân chúng ta để ý tục này để giúp chúng ta làm giao diện, đúng không? Cái cục này để xử lý logic. Chúng ta học
đô la get, đô la port rồi là lấy được dữ liệu từ form của lên rồi, hoặc là từ URL trổ xuống rồi. Đô la thành giấy file là để lấy ra file submit từ form lên rồi, đúng không? Cục này là để chúng ta làm DB. Ba cái phần này tổ hợp nó vào là giúp chúng ta xây dựng một website hoàn thiện. Tôi nói thật đấy, phần này chính là đã cùng xây dựng một website. Còn thiếu cái gì đâu? Bây giờ thiếu cái duy nhất là cái mô hình chèn ở giữa, chèn ở giữa thằng này, chèn ở giữa ba thằng mô hình. Và cái mô hình này sẽ được đưa vào trong ba đặc điểm framework. Đó, nó là cái thằng đứng giữa tất cả để kiểm soát, được chưa? Để tất cả những cái gì chúng ta đã học thì bắt đầu sang buổi tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu học OOP trước, đi từ nhỏ đến lớn, đi từ OOP sau đến MVC, sau đến Composer, Namespace, học lại Namespace, và chúng ta xong cái đấy thì chúng ta sẽ chuyển sang về Laravel để kết thúc khóa học. Thì chúng ta nên định hướng sẵn các cái ý tưởng của dự án của mình từ bây giờ đi, bởi vì tôi không biết là các bạn sẽ bao giờ sẽ thi, có thể là hơn 7-8. Chúng ta có khoảng 3-4 tháng ở nhà mình để làm dự án đâu, nhưng mà thực ra là còn gặp nhau thì cố gắng là xây dựng ý tưởng từ đầu và có thể trao đổi sớm và làm sớm càng tốt. Thì chúng ta đến thời điểm này chúng ta có thể làm cái này và làm cái này, đúng không? Chưa cốt được cái phần khung kia và cũng không nên cốt ngay bây giờ, thì chúng ta có thể làm cái DB trước rồi làm cái giao diện sớm đi, càng sớm càng tốt, đấy là có lợi cho các bạn thôi. Hôm nay tôi cũng tâm sự với một bạn sinh viên dài hạn đấy, lúc mà ông nào gặp tôi thằng Khánh này, gặp tôi từ dưới rồi đi lên ở thằng Đức, thì thằng đấy thì nó đang tính bỏ học vì học chẳng hiểu gì cả. Tôi bảo luôn là thực tế ra ấy, chẳng qua nó đang bị lăn tăn những cái việc mà theo kịp để kịp thi, bởi vì nó sắp thi tháng 3 tới là nó thi rồi, cho nên là nó đã sợ cái việc nó không theo được thì không thi được, thi để sang một kỳ mới. Thì qua kỳ ấy không qua thì học lại qua bình thường, bởi vì bọn nó năm nay tới 19 tuổi rồi, sinh năm 99 hay 99. Thầy giới thiệu cho em là trẻ con mà. Thế là tôi bảo luôn là thực tế ra trong cái ngành của mình ấy, chẳng cần bằng cấp ra, vẫn đi làm vẫn tặng. Nói thật, không làm việc này làm việc khác, biết nó sao cái việc công việc mình làm mình giỏi lấy nó được. Bởi vì không nhất thiết là học xong cả khóa là phải biết hết tất cả. Sau này ra làm Java thì sao? Sau này ra làm Java sao? Sau này ra làm chỉ chuyên về DB sao? Có những công việc đấy nhé. Có công việc chỉ chuyên về DB thôi. Chuyên ngồi biết công lệnh SQL. Đó, cho nên là chúng ta học thì học hết, biết hết, nhưng mà nếu biết hết thì tốt, còn không biết hết thì cố gắng tìm cho mình một cái mảng nào mình hứng thú và cảm thấy mình có năng lực thì nhảy vào đấy lại. Một ông chỉ biết giao diện thôi cũng lương 17 triệu là chuyện bình thường, học thêm ít gì hết lương trên 1000 rồi, quá dễ. Nhưng tất nhiên là người ta phải có 4-5 năm kinh nghiệm. Đúng không? Thì chúng ta thứ nhất là học ấy thì cố gắng bỏ cái kiểu học bây giờ là qua môn vì học của mọi người. Bằng cấp thì nó cũng quan trọng thật, nhưng mà nó không là nên cái bát cơm của bạn sau này đâu. Hãy lưu ý, đây là sự thật. Nên cố gắng đi thực tập sớm, hoặc là nếu mà đã ngồi nhà, đã quyết định ngồi nhà thì phải làm được một sản phẩm sớm. Sản phẩm không biết là nó chạy hay không, tức là sản phẩm không biết nó có go live được hay không, chạy thật ở trong thực tế không, nhưng mà phải làm được một cái gì đấy của mình thì sau này chúng ta ra ngoài chúng ta xin việc nó rất dễ dàng luôn, rất thật luôn. Hả? Đơn giản hả? Không ngồi nhà nữa nữa chẳng ai cấm cả. Đúng. Bây giờ ví dụ nhá, mình chỉ có một khoảng một cái khung thời gian như vậy thôi, đúng không? Mình làm cái này thì mình phải bỏ bớt cái kia đi. Đây tôi không xui các bạn bỏ học. Đấy là tôi không xui các bạn bỏ học.
Nhưng mà tôi xui các bạn là trải nghiệm sớm. Đúng. Tao làm gì? Quá ghê. Đấy, thầy phải gặp bố mẹ em. Cứ cái kỳ em báo em trượt là lại chửi. Chẳng bù bố mẹ tôi. Trượt bảo thôi con ạ. Thì sau họ lại. Đó, nên là các bạn cố gắng trải nghiệm sớm. Có thể là dừng được khoảng 1 ký. Ui, chẳng sao cả. Tự tin lên bảo con kỳ này con chỉ cần bố mẹ con nuôi 1 tháng thôi. Sau 1 tháng đầu tiên con tự lấy kiếm tiền nuôi con. Tự tin lên thế nào? Đến tháng thứ 2 cực. Đến tháng thứ 2 đến tháng thứ 2 bảo nhau. Con kiếm được việc rồi nhưng mà đang trong quá trình việc. Nó hỗ trợ con 500. Bố mẹ cho con ít tiền kiểu. Mấy cho con trả. Tự tin nhất anh được xin bên nhà. Trở thành nhập 10 triệu 500 nghìn và xin của mẹ. Đấy, nhưng mà nó sẽ có cái lợi. Lợi là chúng ta biết cái môi trường doanh nghiệp như thế nào. Và đặc biệt ví dụ như hai con của nào đây. Hai đứa của nào bảo thầy cho em đi thực tập. Gửi CV đây. Ad friend mình, biết ad hôm nào. Hôm nay. Sợ thật. Xong rồi để thằng bạn mình nó cứ ngồi nó dùng. Xong rồi các cô đi được những cái thời gian nào? Học mẹ cả tuần. Nó chỉ có nó khoái bọn doanh nghiệp ấy tưởng tượng kiếm sinh viên thì nó khoái mà nó làm full time ít nhất là 6 tiếng một ngày. Easy. Ít nhất là 6 tiếng một ngày. Kiếm đi mỗi buổi một lần không thầy? Hả? Được. Easy thì từ 5 cái là các tuần dành. Thì tùy. Thì các bạn cố gắng sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Thì có thể là thực ra là các bạn ra trường sớm, ví dụ như học 4 năm, ra đúng 4 năm chẳng phải có vấn đề gì đâu. Em xác định em ra 6 năm. Thật đấy. Các bạn nhá, các bạn cứ tính như này đơn giản thôi. Đó là các bạn ra trường đúng kỳ đi, đúng hạn đi. Liệu các bạn thỏa thuận đúng được bao nhiêu tiền? Bao tiền? 5 triệu. 5 triệu. Minimum là 5 triệu. Đúng không? Cứ cho trung bình là 6 triệu đi. Đúng không? Ra trường bắt đầu là làm 1 năm là 5 triệu. Xong nhá. Sang đến năm thứ 2 cùng lắm nó tăng lên cho 7 triệu. 7 triệu rưỡi. Đúng không? Xong nhá. Nhưng mà nếu mà các bạn dừng cái việc học của các bạn, có nghĩa là ra trường muộn hơn nửa tháng, à, nửa năm hoặc 1 năm đi, cho hẳn 1 năm đi. Thì khi mà các bạn ra trường và các bạn có 1 năm kinh nghiệm, bất biết là lúc đấy các bạn đã kiếm được tiền chưa, thì cái số tiền, cái số lương các bạn offer ấy, có thể nó rơi được 8 triệu. Các bạn sẽ bắt đầu start từ con số là 8 triệu đổ đấy. Đúng không? Các bạn sẽ bị lỗ khoảng thời gian ban đầu, 12 tháng nhân 6. Đúng không? 12 tháng nhân 6, nhưng mà cả cái khoảng thời gian phía sau cái sức bật của bạn cao hơn rất là nhiều. Không biết, đấy là cách suy nghĩ của các bạn thôi. Nhưng mà tôi đang chỉ nói đến mức là cái các bạn đã có các có kinh nghiệm trải nghiệm 1 năm hoặc là chỉ được 6 tháng là các bạn đã khác hoàn toàn so với những người mà vừa mới chân bước chân đám ra trường chẳng biết cái này gì nào phải đào tạo lại. Mà đào tạo lại ấy, cái việc đào tạo lại ấy, thường thường là bây giờ mọi các doanh nghiệp nó hay có cái trò như này để vào việc làm chính thức nhá, 2 tháng thực tập, start qua 2 tháng thực tập đấy, 2 tháng học việc, xong rồi đến là thử việc, hết 2 tháng thử việc, tức là 4 tháng thì mới bắt đầu được vào chính thức, nhưng mà liệu có vượt qua được không, đấy là vấn đề. Đó, thì các bạn có mất mẹ là 4 tháng thì gần là không có lương, đúng không? Trừ khi thằng nào xuống thằng nào hên và công ty nó dễ thì có hên, còn không thì bây giờ nó là như thế thực tế mà. Đó. Tôi không xúi các bạn phải bỏ học nhưng mà cố gắng sắp xếp thời gian, có thể là cố gắng tìm kiếm một công ty nào đấy nó cho mình thực tập part time. Công ty bạn thầy full time nó có vị trí cho part time nhưng mà đang ưu tiên cho full time sau việc. Công ty tư nhân chắc không ra đâu, bởi vì công ty lập trình ở Việt Nam là quá nhiều tìm ra. Làm gì web? Thực ra công ty nó làm cùng lúc, nó từng làm những dự án web cả PHP, cả Node.js, cả Java, cả C Sharp, rồi thì làm cả cái ứng dụng quái quỷ cho bọn mailing. Mình vào đấy thì mình
người ta sẽ được training, trong một thời gian ngắn, sẽ bắt đầu vứt vào trong một dự án, trong một group. Khung các thứ kiểu thì đã được người ta dựng sẵn rồi, bây giờ thì chỉ code theo người ta xử lý những cái logic không hiểu thì hỏi, xử lý có tư duy logic vào là được, và chăm chỉ. Tùy theo khả năng của các bạn và tùy theo khả năng cái mức độ mà người ta có thể chịu được các bạn. Có những cái chỗ chỉ chịu được các bạn một tuần, có những cái chỗ chịu được các bạn đến tận 2 tháng xong rồi nó mới đủ. Ví dụ thế. Thực tế ra là làm gì có ai pha nước. Bây giờ máy pha cà phê có bình nước, bình nóng lạnh hết rồi, chẳng cần ai mượn pha nước ở đâu nhá. Vào đấy không bao giờ phải vào cái chân pha nước đâu, không có đâu, không làm được thì quýt mày ở đây chật chỗ tao. Bởi vì bây giờ các doanh nghiệp nó thuê toàn cà phê kiểu là sàn mà. Một chỗ ngồi cũng quý, chưa có trên xe tà mỗi cái tầng đấy, một tầng ngồi chật kín người luôn, cứ khoảng 1 mét là làm người ngồi chật kín luôn, phải thuê lên được 6. Nên là các ngồi là gì, nó bốn chỗ cảm thấy cũng kín khoảng đấy. Thực ra cơ hội